Các bạn, buổi hôm trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần Mongo SH hay gọi là Mongo Shell để thao tác với cơ sở dữ liệu rồi. Thì các bạn cũng đã nhận ra một số những cái câu lệnh truy vấn cơ bản đối với cơ sở dữ liệu MongoDB nó khác đối với MySQL như nào. MongoDB nó là gọi là Low SQL đúng không ạ? Các bạn thấy là nếu như dùng SQL thì các bạn sẽ sử dụng là Select Cell From Movie đúng không? Còn nếu mà đối với MongoDB thì các bạn viết ngắn gọn hơn nhiều. Các bạn viết là db.mongo.movies.files đúng không? Cái cách viết này nó khá là thân thuộc và nó khá là giống với cái cách viết thao tác với object và thao tác với array ở trong JavaScript mọi người ạ. Khi mọi người học JavaScript rồi, mọi người học tiếp Node.js thì các bạn làm việc với MongoDB rất dễ dàng. Tại vì các cú pháp gần như là nó tương tự. Các bạn thấy file theo title này nó khá là gần gũi đúng không? Còn nếu như mà viết theo kiểu câu lệnh truy vấn của MySQL thì nó khá là ối rồi đúng không? Đối với những bạn mà học cơ sở dữ liệu rồi thì không sao. Còn bạn mà mới tiếp xúc với lập trình mà lại học thêm cái kiểu ngôn ngữ mới như này thì lại phiền nữa đúng không? Lại phải thêm một cái cách nhớ nữa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là ngoài việc chúng ta thao tác với thằng Mongo Shell, chúng ta còn có một thằng gọi là MongoDB Compass mà hôm trước mọi người cài đặt mà mọi người chưa biết là dùng để làm gì. Thế nên mọi người mở lên nhé. Sau khi mọi người cài đặt xong thì mọi người mở lên bằng cách là vào cái icon ở bên ngoài desktop thôi. Còn nếu mà các bạn dùng Mac như mình thì các bạn tìm MongoDB Compass. Đây, nó hình cái lá cây đấy mọi người. Đây MongoDB Compass đây. Nếu như các bạn chưa connect thì các bạn ấn connect giúp mình và đây chính là cái link gọi là UI link để connect với MongoDB đây. Các bạn ấn connect. Và trong này là những cái database mà mình đã tạo từ trước rồi. Nếu như mà chưa có thì các bạn có thể ấn vào dấu cộng đây để tạo mới. Và nếu như mà mình thấy cái database ở đây nó chưa đủ, nó thiếu một số cái cơ sở dữ liệu của mình thì mình có thể ấn reload để lấy cái cơ sở dữ liệu mới nhất về đúng không ạ? Hôm trước mình đã tạo ra một cái cơ sở tên là tên là MyDB đây. Thì trong này có một cái gọi là proc và tạo ra một số cái cơ sở dữ liệu ban đầu đây thì mình thấy là hôm trước mình tạo thì hôm nay mình vào mình nhìn thấy hết ở đây. Mình không cần phải cứ mỗi lần tìm kiếm thì mình lại phải gõ câu lệnh truy vấn nữa. Ngoài ra thì ở dưới cái thanh dưới cùng của cái thằng Mongo Compass nó có một cái thanh màu đen có chữ màu trắng là Mongo SH. Các bạn ấn vào đây thì các bạn cũng thấy là trong này chúng ta cũng có những cái câu lệnh truy vấn giống như bên Mongo SH gọi là Mongo Shell thôi. Ví dụ mình thử switch sang MyDB thì nó cũng giống như bên kia thôi đúng không? Đây là nó connect sẵn rồi. Rồi mình thử db.proc.insert one để tạo một cái sản phẩm mới đúng không? Trong này mình cũng chuyển vào cái object giống như bữa trước mình làm. Mình nhắc lại bài cũ chút nhé. Ví dụ ở đây mình có thằng lem của mình nó là áo cộc tay đi. Thằng price 50 đô chẳng hạn. Enter. Như vậy là mình cũng tạo thấy cũng giống như là bên Mongo SH thôi đúng không? Thì mình bên này mình chưa thấy xuất hiện thì mình ấn cái nút refresh này nhá để làm mới. Đó, thì nó mới xuất hiện đây này. Là thành công. Ngoài ra thì các bạn có thể file bên trong này nhá. Nếu mà ấn một phát như này là file được hết tất cả các sản phẩm này. Còn nếu mà các bạn truyền vào đây, ví dụ các bạn truyền vào đây là muốn tìm cái thằng có price là 300 thôi chẳng hạn thì các bạn truyền cái field vào đây đúng không? Tức là truyền cái đặc tính cái trường dữ liệu vào đây. Rồi ấn file. Thì đương nhiên là nó sẽ tìm ra tất cả những cái sản phẩm có giá là 300 thế thôi. Còn bạn có thể truyền vào ID, truyền vào name cũng được. Đây là cái cách để chúng ta tìm dữ liệu ở bên Mongo Compass. Ở Mongo Compass nó giống như khi các bạn học PHP rồi thì nó giống như cái thằng PHP MyAdmin mọi người thấy là nó cũng có cái giao diện như thế. Nó cũng được nhìn cơ sở dữ liệu rồi được view rồi được fill rồi được thêm đúng không? Thì về cơ bản là chúng ta có thêm một cái công cụ để chúng ta check, chúng ta kiểm tra và chúng ta xử lý. Thì bài hôm nay của chúng ta chỉ có như vậy thôi. Buổi sau mình sẽ hướng dẫn các bạn connect cái thằng MongoDB này vào trong cái dự án Node.js của chúng ta. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video.